À, xin chào anh em cô chú các bác quan tâm đến kênh Qua Tinh Huỳnh nha. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em cô chú các bác một số các loại bố bi ha. Ở đây thì nó gồm tới 9 số bố bi, gồm 10 cây bố bi ha. Gần như là các size. Nhưng mà không ở đây thì không có cái size lớn nhất mình từng bán ha. Size lớn nhất thì cái đầu nó tới ký rưỡi lận. Cái size rất là khủng. Rồi, ở đây thì một số size rất là phổ thông ha. Nó trải dài từ cỡ 250 cho tới 650 gram. Đó, tính cái đầu ha. Ok, thì mình cũng đi nhanh. Ở đây thì có một số đầu rất là đẹp ha, nhưng mà cũng có một số cái đầu thì nó không đẹp lắm. Thì tất nhiên không đẹp lắm thì cái giá nó sẽ rất là thấp ha. Đôi khi nó bằng không bằng một nửa giá của những cái đầu đẹp nha. Thì đó chuyện bình thường ha. Bởi vì anh em mua có nhiều mục đích. Anh em mua có thể về sử dụng thì không có cần đẹp lắm. Bởi vì khi anh em mà mua hàng đẹp về thì sử dụng thì nó cũng sẽ đôi khi nó thật ra nó cũng run tay ha, ví dụ mua một cái búa thật đẹp về xài cũng không dám xài mạnh, tâm lý anh em vậy. Còn nếu mà anh em thợ thầy thì mua những cái loại ví dụ những cây nó cần những cây lớn, những cây size lớn mà không cần đẹp thì sẽ rất ok, bởi vì giá nó cũng mềm mà sử dụng thì thoải mái ha. Đây được cái thép Nhật rất là tốt. Thì anh em nhìn sơ đến này thì anh em chưa cần em mô tả thì anh em cũng có thể biết được những cây nào là thuộc loại đẹp và những cây nào là thuộc loại chưa đẹp ha. Ok, mình sẽ anh em nhắm nhắm được cây nào thì mình thì kéo tới cái số đó xem nhé. Mình sẽ mô tả thật kỹ. Đây, cái bộ số 1 thì nó gồm hai cây nhé. Hai cây này thì nói chung thì loại mini ha, mình cân luôn hai cây thì coi nha. Hai cây này nó nặng tổng cộng là 520 gram, là hơn nửa ký một tí xíu đó. Thì đây bề ngoài nó đây ha, nó không có nhãn mác nhưng mà ở đây nó có cái số 3 phần tư nổi ha, là những cái đầu vác này nó cũng rất là đẹp ha, đúng chất cái hàng nội địa Nhật ha. Nhưng mà ở đây thì nó có cái dấu dấu đóng 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 cán ở đây ha, theo mình thì cái dấu này không được đẹp lắm đó. Rồi hai cây này giá nó 100 ngàn hai cây nha. Cây này cũng vậy. Đó. Anh em mua về tháo ra rồi đánh bóng lại thay cán vào thì nó sẽ cũng tương đối là ok ha. Thì giá nó rất là rẻ. Cây số 1 100 ngàn hai cây ha. Cây số 2 thì là một cái size không phải nhỏ ha. Tính luôn cán nó 600 gram thì cái đầu này ít nhất thì nó cũng 450 gram ha. Cái đầu này thì là nó không có logo, mình xem sơ thì nó không có logo. Đầu bi này thì anh em về mài lại tí nha. Cái đầu này thì nó hơi xấu này đó. Rồi. Cán thì còn khá đó, nhưng mà cái đầu này thì anh em xem sơ qua ha. Cái đầu này là phải phục hồi lại. Còn nếu mà xài tạm thì cũng được, còn nếu mà anh em muốn đẹp phải phục hồi lại. Cây số 2 này thì 80 ngàn thôi nha. Cây số 3 này thì nó cũng khá là ok thôi, chứ cũng chưa hẳn là gọi là đẹp ha. Nhưng mà được cái á, nó là hàng có tên tuổi ha, nó có cái thân một đây, rồi số 1. Rồi nó có hàng lên hãng Maruki này. Hãng Maruki ha, cũng quen thuộc với Bi rồi. Đầu này đánh bóng lại. Đây có dấu đinh ha, đó. Nhưng mà cái này mà đánh bóng thì rất là dễ ha, đầu này rất là dễ. Rồi. Cây số 3 này 150 ngàn nha. À, cây số 4 này thì nó nặng tổng cộng là 670 gram ha. Cái cán này thì rất là xấu rồi. Cán này thì coi như là bỏ cũng được ha. Anh em mà cần khi mà ship hàng nếu mà anh em không muốn cái cán thì nhắc mình cưa nha. Rồi, cây số 4 này khá là mới đó. Tiết ngay chỗ đây tí nữa đó. Anh em thấy ha. Tiết ở đây tí. Tiếng khá là thanh, anh em xem khá là mới đó. Nó có số 24 ở đây ha. Thật sự mình không không rõ cái số này là nó nói về cái thông số gì ha. Ok. Rồi. Nhưng mà nhìn chung thì nó khá là mới ha. Cái số 4 này 150 nha. Cái số 5 này thì nó khá là ok đó. Cán điều thì nhìn bề ngoài nó như vậy thôi nhưng mà nó là hàng có tên tuổi đàng hoàng ha. Nó có số 1 ở đây. Rồi, số 1 ở đây luôn ha. Đầu bi còn khá là mới.
Khá tròn ha. Cái này chưa đánh bóng chứ nếu đánh bóng lên rất là đẹp đây. Cán còn rất là ok ha. Cái số 5 này 108 nha. Tính luôn cán nó nặng 560 g ha. Cái số 6 khá là bự. 760 g ha. Cái cán này như chỗ này sắp gãy nè ha. Cán này thì phía trên vẫn còn xài tốt. Đợt này về hàng về nhiều mình không có tinh chỉnh đó ha, cho nên mình để giá nó vừa phải ha, bởi vì những cái này thì anh em cần về chăm chút lại một tí nữa thì nó mới đẹp được nha. Ok, ở đây nó có cái dấu khắc thủ công của Nhật ở đây ha. À đây anh em xem sơ qua ha. Anh em mà cần cái búa bi size mà tương đối lớn thì cái này nó khá phù hợp á. Nó nặng, nếu mà bỏ cái cán ra thì nó nặng chắc cũng tầm 700 g á. À, nó bị khuyết cái này thì sẽ giá nó mặc dù nó nặng cũng khá mềm ha. Cái số 6 này 107 nha. Cái số 7 cũng vậy, 650 g. Nè, cái số 7 này 104 ha. Mài bóng hai đầu rồi. Cây này thì mình không thấy nó có nhãn hiệu gì ha. Nhưng mà anh em yên tâm, thép Nhật 100% ha. Số 7 104 nha. Cây số 8 riêng cái đầu không mà 650 g. Đây anh em thấy ha. Cái này nó khá đặc biệt là ngoài cái logo chính này nó còn có cái gì ở đây nữa nè. Tương đối là đẹp ha. Anh em xem cái đầu bi này còn rất là đẹp. Đầu này cũng chưa có xài nhiều ha. Rồi cây số 8 này đầu nó 650 g. Đây là nó ghi đây luôn rồi. Mình không thấy, mình phải cân lại ha. Rồi cây số 8 này 200 ngàn nha. Cây số 9 thì nó cũng kiểu vậy nhưng mà nó là hãng Maruki. Giống giống đầu cây lúc nãy mình nói ha. Cũng 650 g luôn. Nó có cái dấu, nó có cái thêm cái thằng, nó có thêm số 1 ở đây nữa ha. Đầu này thì đầu bi nó không được đẹp như cây kia ha. Đó, đầu bi còn phải mài bóng lại tí nè. Đó. Rồi 650 g ha. Cây số 9 này giá 190 ngàn nha. Thì nó cũng clip này thì mình cũng giống như clip cưa tay ha. Tại cái loại này mình về, cái loại cái clip này mình về khá là nhiều đây. Thì cứ mình cũng nói sơ qua rồi. Cái này cũng giống như vậy, cứ anh em mua hai số trở lên thì được tặng cây, có tính cộng dồn ha. Cứ hai số là được tặng một cây thôi. Cái loại này thì hàng hàng này mình có nói rồi ha, vít dẹp Hoyan. Đây nó kích thước của nó là 250 ha. Đó, cái đầu này thì là một tổng cộng là D250 ha. Có gì sai sai ha, bởi vì cái này nó dài cỡ 20 cm thôi. Đó, này hàng made in Japan, hàng này hàng mới nha, hàng chưa dùng ha. Cứ mua hai số mình tặng cây nha. Ok rồi, anh em quan tâm thì liên hệ mình theo số điện thoại 076 8632 079 nha. Xin chào, cảm ơn anh em.